Thưa quý vị, nhanh nhẹn, hoạt bát, hết lòng vì công việc là ấn tượng mà bất cứ ai cũng có thể cảm nhận ngay từ lần đầu tiếp xúc với bà Tạ Thị Sủ ở phường 3, thành phố Tây Ninh. Và với tấm lòng nhân ái thì nhiều năm qua, bà Tạ Thị Sủ, nguyên chủ tịch Hội người cao tuổi tại phường 3, thành phố Tây Ninh đã tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội. Bà đã góp phần giúp đỡ nhiều cụ già neo đơn, không nơi nương tựa và những người có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Sau khi nghỉ công tác trong cơ quan nhà nước, năm 2010, bà Sủ đảm nhận vai trò chủ tịch Hội người cao tuổi phường 3. Bà vẫn luôn phát huy tinh thần, tiếp tục tham gia công tác xã hội. Và đến năm 2021, bà lui về làm hội viên. Dù ở vai trò nào, bà Sủ cũng tích cực với công tác từ thiện. Bà tích cực tham gia cùng Hội người cao tuổi, tổ chức mừng thọ, thăm hỏi người già neo đơn. Và gần đây nhất là bà đã vận động mạnh thường quân để tặng quà cho các cụ có hoàn cảnh khó khăn trong hội nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Về hoạt động á con, hoạt động thì nói chung tụi cô cũng tổ chức thường xuyên vận động mạnh thường quân để cho quà cho các cụ nghèo, các cụ khó khăn. Về cái hoạt động của Sủ thì cô Sủ rất là tâm huyết, rất là nhiệt tình và có trách nhiệm với hội. Cô Sủ rất là, cũng như là cô Sủ thường là chia sẻ những cái đồng cảm với người cao tuổi mình trong cái hoàn cảnh rất là khó khăn. Được một phần quà, nói chung là tuy rằng nó cũng không có nhiều lắm nhưng mà rất rất là giúp đỡ cho các cái cụ nghèo khó, có hoàn cảnh khó khăn. Cô cũng rất là vui mừng được người cao tuổi của phường 3 chăm lo cho các cụ. Đặc cô Sủ tổ rất là nhiệt tình, rất là năng nổ, thường xuyên đi kêu gọi các mạnh thường quân để giúp đỡ cho các cụ. Những hình ảnh bình dị mưu sinh của những người kém may mắn trong cuộc sống luôn làm cho bà trăn trở suy nghĩ. Họ rất cần sự chung tay giúp đỡ của mọi người để giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Với phương châm không để bất kỳ người cao tuổi nào phải sống thiếu thốn về vật chất và tinh thần, được tham gia sinh hoạt cộng đồng, được chăm sóc để các cụ luôn được sống vui, sống khỏe. Bà Sủ đã vận động bạn bè, các nhà hảo tâm và phối hợp tổ chức đến tận nhà tặng quà, thăm hỏi các cụ già neo đơn, bệnh tật, gia đình khó khăn của phường. Cô làm thực tế là cô suy nghĩ cái tâm của cô, cố gắng làm sao cái tâm mình cho tốt. Cô nghĩ là mọi người dân chúng ta lúc nào cũng còn thiếu thốn á, cũng còn nhiều người gặp khó khăn nhiều lắm. Rồi cũng có khi là cô ra bên ngoài cô thấy là có những mạnh thường quân người ta có khả năng thì cô vận động các cái mạnh thường quân tạo điều kiện cho quà để cho cô tặng cho những người cao tuổi tại phường 3 này. Cô đi làm được từ thiện cô mừng lắm. Thì ví dụ như cô đi mặc dù mệt mỏi nhưng mà cái động cơ cô mà được đi làm cái công tác từ thiện đó, cô mừng lắm. Cô tích cực đi. Cái tâm nguyện của cô ấy thì cô muốn làm sao mà cô đưa cái phong trào của người cao tuổi phường 3 cũng như cái phong trào chung của hội ngọc người cao tuổi thành phố lúc nào cũng để vươn lên. Nên khi mà tương lai tới này cô khả năng của cô ấy này, sức khỏe cô còn đến đâu thì cô vẫn cố gắng, cô làm tích cực, cô sẽ tích cực cố gắng hơn nữa. Nhiều năm liền là hội viên xuất sắc được Ủy ban Nhân dân tỉnh trao bằng khen, nhưng niềm vui, niềm tự hào của bà có lẽ không phải là những danh hiệu hay những tấm bằng khen, mà chính là làm công tác từ thiện, xã hội, quan tâm chăm sóc cho đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên. Những việc làm của bà Tạ Thị Sủ tuy bình dị nhưng thật đáng quý. Bên cạnh đó, khơi dậy lên tính nhân văn, thắp lên ngọn lửa thiện nguyện trong mỗi người dân chúng ta. Bà Sủ xứng đáng là một hội viên tuổi cao gương sáng để mọi người noi theo.